Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Nài xin Chúa, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Daniel chương 9 từ câu 1 đến câu 5, câu 17 đến câu 19. Năm thứ nhất triều vua Darius, con trai Aseru thuộc dòng giống người Medi, là người được lập lên cai trị vương quốc Cande. Vào năm thứ nhất triều vua ấy, tôi, Daniel, qua nghiên cứu Kinh Thánh, biết được số năm phải trải qua trước khi mãn thời kỳ điêu tàn của Jerusalem, mà lời Đức Giê-hô-va đã phán với nhà tiên tri Jeremy là 70 năm. Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, quấn vải xô và rắc tro lên đầu. Vậy tôi khẩn cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi và xưng tội với Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng kính sợ, đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài. Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác. Chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. Vì vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin lắng nghe lời khấn nguyện nài xin của đầy tớ Ngài. Vì danh Chúa, xin chiếu sáng mặt Ngài trên đền thánh hoang tàn của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành phố mang danh Ngài. Chúng con không dựa vào sự công chính của mình mà cầu khẩn Ngài, nhưng dựa vào sự thương xót vô biên của Ngài. Lạy Chúa, xin lắng nghe. Lạy Chúa, xin tha thứ. Lạy Chúa, xin đoái xem và hành động. Lạy Đức Chúa Trời của con, vì danh Ngài, xin đừng trì hoãn, bởi vì thành Ngài và dân Ngài đã được gọi bằng danh Ngài. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Daniel chương 9 câu 2 câu 3. Tôi, Daniel, qua nghiên cứu Kinh Thánh, tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin. Giờ cầu nguyện buổi sáng của một gia đình nọ kết thúc với tuyên bố đáng ngạc nhiên, ngay sau khi bố nói Amen. Kylie 5 tuổi nói, con đã cầu nguyện cho Logan, vì anh mở mắt trong lúc cầu nguyện. Tôi chắc chắn là cầu thay cho hình thức cầu nguyện của anh trai 10 tuổi, không phải là điều mà Kinh Thánh nói đến khi kêu gọi chúng ta cầu thay. Nhưng ít nhất, Kylie nhận ra rằng chúng ta có thể cầu nguyện cho người khác. Giáo sư Kinh Thánh Oswald Chambers nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho người khác. Ông nói rằng sự cầu thai là đặt chính bạn vào vị trí của Chúa với ý muốn và cách nhìn của Ngài. Đó là sự cầu nguyện cho người khác dựa trên những gì chúng ta biết về Chúa và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta tìm thấy một ví dụ tuyệt vời về sự cầu thai trong Daniel chương 9. Tiên tri Daniel hiểu được lời bảo đảm gây bất an của Chúa rằng dân Do Thái sẽ bị lưu đày trong 70 năm ở Babylon. Nhận thấy những năm đó sắp mãn, Daniel bắt đầu cầu nguyện. Ông nhắc đến các điều răn của Chúa, hạ mình xuống, tôn vinh bản tính của Ngài, xưng nhận tội lỗi và dựa vào lòng thương xót của Ngài khi cầu nguyện cho dân Ngài. Và ông nhận được câu trả lời ngay lập tức từ Chúa. Không phải mọi lời cầu nguyện đều kết thúc với câu trả lời tức thời. Nhưng hãy vui mừng vì chúng ta có thể thay mặt cho người khác để đến với Chúa bằng thái độ tin cậy và nương dựa nơi Ngài. Khi cầu nguyện cho người khác, bạn đang tìm kiếm ý muốn của Chúa như thế nào? Bạn tìm kiếm cách nhìn của Ngài ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp con biết Ngài nhiều hơn để khi cầu nguyện cho người khác, con có thể cầu xin theo ý muốn Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.